thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa quý đối tác, các doanh nghiệp, quý thầy cô giáo trường đại học Đông Á, các em sinh viên thân mến, hân hạnh chào quý vị đại biểu là lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt là chào đón sự hiện diện của 72 đối tác là doanh nghiệp tham gia ngày tuyển dụng, ngày hội việc làm 2024 đại học Đông Á với thầy và trò chúng tôi hôm nay. Ngày hội việc làm được ví như là một mắt xích quan trọng trong kết quả của mô hình hợp tác phát triển trong hệ sinh thái nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp. Đây cũng là nơi doanh nghiệp đến tuyển chọn nhân sự, nơi sinh viên thể hiện chuyên môn và tiềm lực, nơi nhà trường nối kết để trao cơ hội đầu ra cho sinh viên. Nói đào tạo định hướng ứng dụng đào tạo theo mô hình nghề nghiệp, đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp. Chúng tôi xây dựng chương trình sát với thực tế trên yêu cầu của doanh nghiệp và đặt mục tiêu cung ứng nhân lực với phẩm chất thời đại, với khả năng làm việc tốt, trách nhiệm và thích nghi cao, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Đặc biệt, chúng tôi cố gắng tạo ra một lớp sinh viên đáp ứng được tốt cái nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay cũng như trong tương lai. Đó cũng là phương châm hoạt động của chúng tôi với khẩu hiệu lấy thành công của học trò là hạnh phúc của người thầy và thành công của doanh nghiệp là hạnh phúc của nhà trường. Thưa quý vị, ngày hội việc làm đại học Đông Á được mang đến rộng rãi là hoạt động thường niên tổ chức ngay trước thềm lễ tốt nghiệp. Còn với thầy trò nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày hội việc làm từ cả năm trước ngay khi các em nhập học. Đó là sự chăm chút cải tiến chương trình đào tạo, cập nhật và đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quy hoạch và nâng cấp đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, và đặc biệt là kể đến sự gắn kết với mạng lưới doanh nghiệp đối tác một cách chặt chẽ qua từng học kỳ, từng khóa học, những chuyên đề định hướng thực nghiệp chuyên môn thực hành cho sinh viên ngay từ ngày đầu của năm học. Rất nhiều doanh nghiệp đã tham gia giảng dạy với những mọi khóa định hướng nghề nghiệp cho các em và tạo động lực cho các em học sát với thực tế ngay từ năm học, ngay từ đầu. Cũng qua thực tế này khơi dậy tình yêu và quyết tâm theo đuổi mong muốn phát triển nghề nghiệp của sinh viên hôm nay, và sự dây mòn đó chúng tôi rất biết ơn các doanh nghiệp đã hợp tác, cộng tác cùng chúng tôi để xây dựng, để đào tạo sinh viên đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Năm nay, ngày hội việc làm tháng 16 được khởi động ngay từ đầu, mang đến sự chuẩn bị tối ưu cho sự lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên trước ngày ra trường. Ngày hội việc làm 2024 có hơn 72 doanh nghiệp đăng ký cùng với 6.510 vị trí tuyển dụng cho sinh viên các ngành của Đại học Đông Á và cho các sinh viên trên toàn thành phố. Qua đó, ngày hội việc làm đã có một số lượng doanh nghiệp tham gia và số vị trí tuyển dụng nhiều nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cũng rất vui mừng hơn 1.000 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố, từ sinh viên kể cả người lao động chưa có việc làm cũng đến tham dự về việc làm của chúng tôi hôm nay. Tôi rất vui mừng nhiều trong số các doanh nghiệp hôm nay đến đây là những đơn vị đồng hành hơn chục năm qua cùng với nhà trường trong công tác đào tạo tuyển dụng tại các phiên ngày hội việc làm hàng năm.
Bên cạnh đó là những đơn vị đang có những chuyên viên là sinh viên của trường đang làm tại doanh nghiệp. Đơn cử như tập đoàn Phúc Linh Đài Loan đã tuyển dụng hơn 50 sinh viên của Đại học Đông Á, trong đó 10 sinh viên được gửi đi Trung Quốc để đào tạo, trở thành cán bộ cốt cán cho tập đoàn. Tập đoàn Luxair ICT Trung Quốc cũng vừa tuyển 40 sinh viên làm việc chính thức ngay trong kỳ tốt nghiệp. Các tập đoàn này mang đến nhà hàng việc làm hàng trăm vị trí việc làm cùng phúc lợi, chế độ đãi ngộ, cùng đó là cơ duyên gắn kết đào tạo nhân lực, mục tiêu đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố lâu dài. Trong giai đoạn hậu Covid-19, những khó khăn về kinh tế liên tục được báo động và rất nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa, rồi đến những biến chuyển của chuyển đổi số, bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Những con số ấn tượng về việc làm ngày hội việc làm hôm nay càng cho thấy sự tín nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản từ nhà trường chúng tôi, đáp ứng sát nhu cầu của doanh nghiệp, cũng cho thấy sự vận hành, sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong mạng lưới doanh nghiệp đối tác của Đại học Đông Á. Thưa quý vị, một điểm thú vị trong chương trình ngày hội việc làm hôm nay, có rất nhiều sinh viên năm thứ hai, sinh viên năm thứ ba cũng đã chuẩn bị CV để tham gia phiên phỏng vấn trước doanh nghiệp. Qua đó, chủ động nắm bắt các cơ hội thực tập nghề nghiệp tại đơn vị mà các em yêu thích, mong muốn gắn bó việc làm của mình trong tương lai với doanh nghiệp. Và thật hạnh phúc khi các doanh nghiệp đều chia sẻ sự sẵn lòng đón nhận nguồn nhân lực mang phong thái làm việc có tính cầu thị, chuyên môn nghề nghiệp cao từ nhà trường chúng tôi. Trong chương trình hôm nay, nhà trường chúng tôi cũng sẽ tiến hành ký kết văn bản với 12 đối tác là doanh nghiệp, hiệp hội trong hợp tác đào tạo cung ứng nguồn nhân lực ở các ngành. Chúng tôi chuẩn bị cho chương trình mới trong việc hợp tác doanh nghiệp bằng sự gắn kết sâu hơn về chất lượng đào tạo nhân lực. Nhà trường chúng tôi đặt hàng doanh nghiệp bằng cách thổ thương cùng nhau thiết kế chương trình đào tạo tiên tiến công nghệ số trong các mô hình nghề nghiệp của chương trình đào tạo linh hoạt ở các kỳ học kỳ doanh nghiệp của sinh viên. Và đặc biệt chúng tôi rất mong muốn đặt hàng của nhà trường đào tạo cho các doanh nghiệp theo việc theo yêu cầu của doanh nghiệp, theo dự án việc làm, theo thực tế của doanh nghiệp. Đó là điều chúng tôi rất mong mỏi và kiên trì thực hiện trong suốt 20 năm qua. Vào tháng 5 tới, nhà trường chúng tôi tiếp tục đón các tập đoàn là và doanh nghiệp của các địa phương Nhật Bản, những đơn vị đã đặt hàng sớm cho sinh viên trong 15 ngành đào tạo của chúng tôi ngay từ khi các em là sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai. Ngay và chúng tôi sẽ tổ chức ngày hội việc làm Nhật Bản vào 24 tháng 5 sắp đến. Hàng năm có khoảng 200 đến 300 sinh viên Đông Á đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Hiện nay có từ 800 sinh viên đang làm việc tại khắp đất nước Nhật Bản, đặc biệt là hai vùng Tokyo và Osaka. Và chúng tôi vui mừng thấy sinh viên đang theo học các ngôn ngữ tại trường chúng tôi rất tốt, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Để đáp ứng được nhu cầu về hội nhập, nhu cầu và làm việc ở trong các doanh nghiệp quốc tế. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn đến quý vị lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Đà Nẵng, hiệp hội doanh nghiệp, cảm ơn đông đảo quý doanh nghiệp, các đối tác đã dành tình cảm và thời gian quý báu tham dự ngày hội việc làm với chúng tôi hôm nay. Đó là một điều khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em sinh viên thành công với vị trí ứng tuyển, sớm đứng vào đội ngũ nhân lực của các doanh nghiệp và các em mong muốn. Đến đây thì xin tuyên bố khai mạc
Ngày hội việc làm 2024 Đại học Đông Á. Xin cảm ơn.